Vâng, lời đầu tiên xin chào tất cả cô chú anh chị nhé, đến shop Mạnh Hiệp Bắc Giang, địa chỉ ở Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. Hôm nay ở một cái video em sẽ cho anh chị trải nghiệm chiếc áo gọi quạt điều hòa của Kenco Alpha X5. Thì vẫn là cái áo cũ của em thôi. Đây này, cái áo màu be của em sử dụng từ năm ngoái, mẫu 2023 này. Nhưng mà lắp cái bộ quạt Alpha X5 22V ấy, mới nhất mà hôm em test nước xong rồi test đông đá cho anh chị xem ấy. Tí thì em lại hướng dẫn anh chị cách lắp đặt mới sử dụng. Thì hôm nay em cho anh chị trải nghiệm em đi chơi vào trong Lạng Sơn, núi đá ở trong Lạng Sơn. Bởi vì nhà em thì ngay giáp danh này, Lạng Sơn này, cách huyện Hữu Lũng Lạng Sơn từ đây đến chỗ biên, chỗ cái bảng mà giáp danh ấy, thì nó chỉ tầm một cây thôi. Đấy. Nên em mà nuôi ít ong mật thì gửi ở trong Lạng Sơn để khai thác ít mật rừng ở trong đấy. Căn bản là tại sao phải nuôi, tại vì trên Facebook này nó quảng cáo là mật ong xịn sò của công ty lọ công ty kia 99k một lít mà lại còn bao phí ship nữa anh chị ạ. Nó sợ quá, bắt buộc phải nuôi để ăn thôi, để gia đình anh em bạn bè mình ăn những cái đồ gọi là tự tay mình làm ra, mình biết được nguồn gốc xuất xứ, cái chất lượng là đúng bàn tay của mình tự làm ra, mình ăn mình sẽ tin tưởng anh chị. Bởi vì nhà em tiêu thụ mật ong rất nhiều, trẻ con người lớn một năm nhà em phải uống hết mấy chục lít, tầm 20-30 lít mật đấy, ngâm tỏi, ngâm ngâm nghệ rồi vân vân, nói chung là ngâm hoa đu đủ đấy, trẻ con dùng rất tốt đấy. Nên là mình phải tự nuôi lấy thì mới khẳng định được cái đồ của mình. Anh chị còn mua ngoài thì nó hơi ghê răng, bởi vì năm nào báo đài người ta cũng đang bắt được hàng bao nhiêu nghìn lít mật ong giả, ui rồi dán mác kinh khủng. Mà anh chị có thấy là em chỉ hỏi anh chị như này, anh chị hiểu ngay là nó đi về đâu này. Mật ong thì anh chị có thấy người ta bán ở ngoài chợ không? Ở ngồi ngoài đường ngoài chợ người ta bán mật ong không, đúng không ạ? Thế thì những cái đấy nó sẽ đi về đâu ạ? Nó sẽ đi vào những nơi rất uy tín anh chị nhá, bởi vì nó có tem mạc các thứ đàng hoàng, không phải đơn giản đâu. Làm giả nhưng làm giả rất tinh vi. Nó có 99k một lít thôi mà nó còn phí ship, đấy. Quảng cáo kinh lắm, trên Facebook anh chị cứ gõ xem. Cái quảng cáo mật ong gì bỏ tủ lạnh không đông đá, nhưng em nói anh chị mật ong của em nhá, bỏ ngoài qua mùa đông nó cũng đông đường, đông đường không phải đông đá. Nó gọi kết tinh ạ. Còn mật ong mà bảo bỏ tủ lạnh mà không đông đường thì thông cảm rồi, cái đấy em không ăn rồi. Ok nhá, cho anh chị trải nghiệm này. Quý anh chị nhá, đầu tiên là lắp ráp đây. Lại như mọi lần thôi. Cái mặt của quạt này ra sau, thì anh chị có thể phân biệt áo của 2023 và 2024. Thì nó khác nhau ở cái này này. Cái 2024 thì nó có viền cao su ở đây, nó gọi là Secon, Smart Secon thông minh, thì nó lắp ráp rất là nhanh. Nhưng mà cái này nó bị tốn thời gian hơn. Đây, anh chị phải cho nó xuống hết nhá, cái vải này nó phải xuống hết dưới cái này nhá, kể cả anh chị mua quạt của Kenco lắp bất cứ một cái gì cũng phải xuống hết này, không nó cộm vải ở đây, cộm vải ở đây khi anh chị vặn mà nó kênh và nó cháy gen, đúng không, nó cháy gen. Nhất cái thứ hai là nó bị kênh nhựa, kênh nhựa là cái cánh quạt này nó sẽ xít vào, nó sẽ chém vào cái nhựa này. Đấy, bởi vì nó không chính xác của nó, vặn ngược lại này. Đấy, nghe kịch cái vặn nhẹ, vặn rất nhẹ nhàng, khi vặn vào hơi chặt tay một tí anh chị nhé, hơi chặt tay một tí, đừng lỏng quá khi quạt chạy nó rơi, nó xoay ra đấy. Ok. Đây. Cái này cũng thế thôi, rất là đơn giản. Đây là cái, em xin nói lại cái mẫu này là mẫu 2023, cái áo này lên là nó sẽ không có cái viền cao su lắm, nó sẽ lâu hơn một tí anh chị nhé. Đấy, cực cái xoay ngược lại nghe kịch cái là nó vào gen nó. Bạn hơi lặng tay một tí. Ok. Đi dây này. Đầu này là cắm một cục pin nhá. Còn hai đầu kia là cắm ở ấy. Cái áo của 2023 thì 2022 nó không có mấy cái con đĩa ở đây để mà đi dây. Nên là mình phải đi kiểu khác, không đi giống của 2024 được. 2023 này. Mình phải vòng một vòng ở đây anh chị ạ, đây này. Đấy, vòng một vòng dây ở chỗ này. Xong rồi bắt đầu mình cắm vào quạt. Đấy. Còn cái của 2024 thì không cần phải vòng này nhá, bởi vì nó có hai con đĩa hai đầu này. Đấy, đi qua đây mới hai con đĩa hai đầu này, mình không phải vòng nữa. Đấy, xoay xuống ok. Pin này. Pin em đang sạc điện thoại này. Còn 25%. Đây. Không biết là có đủ dùng chiều nay không? Dùng số 1 thôi. Ok. Cắm vào này. Cũng hướng dẫn anh chị khởi động luôn nhá. Này, bấm giữ này. Số 1 này. Số 2, số 3, số 4 này. Ok chưa?
Bemo này. Tắt đi này. Cho túi đựng pin. Cho túi đựng pin xong gài vào nhá, tránh trường hợp anh chị đi lên trên cao làm việc nó bị rơi pin ra ấy, thì mình phải gài vào nhá. Ok. Thì tiếp theo là 3 lần. Đầu tiên, anh chị lưu ý khi anh chị mua hàng mới, 3 lần đầu tiên anh chị xả sạc cho em. Xả sạc là như thế nào? Bởi vì đó là nguyên lý của lithium polymer. Bây giờ em xin nhắc lại cái tài liệu này của bên FPT với Thế giới điện người ta công bố, chứ không phải là tài liệu tạp nham em lấy ở ngoài vớ vẩn mà em cung cấp cho anh chị đâu. Đấy. Nguyên lý của pin lithium polymer em xin nhắc lại nhá. Thì anh chị về 3 lần đầu tiên để đạt dung lượng tối đa của nó thì anh chị phải sạc. Về mua về cái anh chị xả hết cho em. Xả hết khi quá tắt thì thôi, sạc tràn cho em, sạc qua đêm cho em. 3 lần đầu tiên cứ xả hết, sạc tràn. Còn từ lần thứ tư trở đi. Đấy thì còn 25 này, 35 hoặc là 40% anh chị có thể sạc. Sạc đến 80% rút ra là đẹp. 80-90%, không cần sạc đến 100% anh chị nhá. Ok. Buổi trưa anh chị về ngủ trưa có thể cắm sạc bình thường, không vấn đề gì nhá. Đấy. Không, nó cũng như kiểu là cái nguyên lý người ta nói như kiểu con người vậy, không được để đói quá mà cũng không được để lo quá. Nếu mà anh chị làm theo đúng như thế thì cục pin nó sẽ sử dụng được lâu hơn, nó không bị chai pin mà không bị phồng pin nhanh, anh chị hiểu không ạ? Đấy, còn cái vấn đề mà pin hàng Trung Quốc mà giá rẻ anh chị mua trên Facebook hàng trôi nổi, anh chị bảo sao mà sử dụng một tháng nó đã phồng tròn lên gì? Thì em xin trả lời luôn là nó là pin tái chế, nó là những cái cell pin tái chế, không phải là cell pin tinh khiết từ nhà máy sản xuất ra, không phải là cell pin mới mà nó là hàng tái chế lại anh chị nha. Thứ nhất là cái dung lượng của nó không lưu trữ bao nhiêu điện. Thứ hai là nó rất nhanh là phồng bởi vì nó là hàng tái chế. Ok. Bây giờ cho anh chị trải nghiệm này, vào trong núi đá Lạng Sơn để quay mật ong cùng em. Ok. Ok anh chị nhá, thì đây là cái đoạn gọi là những cái giai đoạn này nhiều người là rất là khó khăn trong quá trình là đóng khóa mới kéo khóa. Đấy. Thực ra là em thấy nhiều người đến nhà em mà kéo lấy mãi mới được cái khóa lên. Thì bây giờ video thì em lại hướng dẫn anh chị này, rất đơn giản thôi anh chị này. Ở Kenco nó sẽ có một cái cúc bấm cho mọi người này, đúng không ạ? Bấm lại. Cúc này nó sẽ giữ đính lại đúng không? Đính kéo lại như này, đúng chưa? Mọi người kéo nhìn cái khóa bên này này. Mọi người nhìn nó kịch hẳn xuống mấy cái này nhá. Cầm một tay ở bên này, hai tay như này đúng không ạ? Tra khóa vào. Đúng không? Tra khóa vào này. Kéo nhẹ lên này. Này. Bắt đầu mình mới ưỡn thẳng người lên, đúng không? Để cho hai cái này đường khóa nó thẳng với nhau này. Kéo này. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhiều người là rất là khó khăn trong cái quá trình đóng khóa này. Ok nhá. Đấy, hôm nay em hướng dẫn anh chị này. Video nào em cũng sẽ hướng dẫn anh chị về cái vấn đề kéo khóa đóng khóa này. Về lại vấn đề sử dụng. Ok. Ok anh chị nhá, gần đến điểm mà quay ong rồi. Ở ngay cái chân núi cái núi này, ở ngay nhà ngay dưới này này, em gửi ong ở đấy cho anh chị ngắm cảnh. Ở đây là bao quanh này toàn núi đá hết. Ong nó sẽ lên những cái núi này. Tôi sẽ lấy đây để anh chị em zoom cho anh chị xem này. Ở giữa màn hình này. Hoa này. Đấy, trắng đấy, đấy chính là hoa đấy. Nhìn xa nhà này đến gần nó to cây kinh khủng, thì cánh đồng người ta trồng ngô trồng lạc ấy. Xanh mướt cả bây giờ trên núi, xanh mướt cả đây. Bốn xung quanh toàn là núi thôi. Toàn là núi thôi, toàn núi đá đây. Đấy, ngô. Đây. Đấy. Nó toàn bay ra những cái núi, nó lấy những cái dây leo, những cái cây cổ thụ nó ra hoa. Mùa này đang mùa mật rừng anh chị ạ. Đấy, bây giờ vào bắt đầu quay đây. Đi dọc đường cảnh đẹp quá, quay cho anh chị xem. Mùa lúa bây giờ đang xanh mướt hết này. Núi non thì hùng vĩ đúng không? Cánh đồng xanh mướt. Xa xa họ là người dân người ta đang làm đồng. Đấy, đúng cảnh thôn quê thật là tuyệt vời. Đấy. Toàn lúa này. Đẹp. Vào Lạng Sơn cảnh toàn núi đá đẹp kinh khủng. Ok. Đi tiếp anh chị nhá. Ok anh chị nhé, đây bây giờ bắt đầu mở này, vào tới chỗ chuẩn bị quay ong đây. Em mở đây, anh chị nhìn cái áo nó xẹp lép đúng không? Đây. Đây. Em sẽ mở số 1 nhé. Ấn giữ 3 giây thả ra. Anh chị nhìn là số 1 của bộ Alpha X5 22V này, anh chị nhìn áo này. Đấy. Rồi. Tròn xoe đúng không? Này. Không tròn xoe luôn. Bình thường chắc là mở bình thường như này, lao động đi mở lao động nhẹ bình thường mở số 1 thôi. Chắc bình thường người nào dùng ấy lắm mới đến số 2 của nó. Số 3 này. Số 3 thì gió thốc đây ào 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 luôn. Có mũ nhưng em không đội mũ anh chị nhá. Gió thốc anh cổ ào ào, anh chị nhìn này. Khí động học người ta gọi là cái áo khí động học, nhìn anh chị nhìn nó phồng tròn này này, đúng không? Đấy. Kinh khủng không?
Ok nhá, bây giờ cho anh chị trải nghiệm này. Ok nhá. Đây cho anh chị xem ong nhà em nuôi đây. Ít thôi. Đây này. Đấy. 20 đàn nuôi để lấy mật ăn thôi, căn bản là ở trên phây quảng cáo mật đấy, sợ quá không dám ăn. Ui đi ác thế, đang mùa đi lấy mật. Mở cho anh chị xem một đàn nhá. Đây này. Ong lội, ong này ong lội nha anh chị nhá. Mật về âm cả. Chắc là nhiều mật lắm hôm nay. Đây vào chỗ này đi. Vào trong này chỗ man man. Mở xem một đàn nào. Xem mà tốc độ mật như nào. Quay lấy ít mật để ăn. Ui dồi, cứng ngắc này. Chắc là dính nắp rồi. Ui dồi. Ui dồi ôi, mật nhiều quá. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, mật này. Đây cho anh chị xem này. Ui dồi ôi, tí nữa quay nhiều mật thế này. Ui dồi ôi. Cháo hết cả da. Đây. Nhấc lên nhá. Ui dồi ôi, bầu mật này. Ấy một mình em không quay được tí nữa, quay à, quay bắt đầu em cho anh chị xem rõ hơn, sướng thế, mật tràn trề này, quá kinh khủng luôn. Ok để em ấy vào xong là em quay đã. Đây anh chị nhá, đây tiện này, ông chú ông ấy có con đi Nhật, ông gửi cho đây cho anh chị xem cái đồ ở bên Nhật gửi vào. Made in gì không, ở cổ có made in không? Japan Airports, my bye gì đây, tiếng Anh không dịch được, có chữ D, xem mấy quạt của nó, store gì đây, ôi cái này không biết, không dịch được, chả biết, không biết nó để bao vôn nhỉ, cục pin của nó đâu, 12 sao, hả, nó sao nào? Đây là cái thương hiệu của hãng nó này, có chữ D này. Ô. 30.000 mAh. 2.1. Ô, nó cắm ra cổng USB à? Hay cổng tròn chứ phải không? Cổng tròn. 2DC, không biết bao volt chứ. Nó có. Tiếp C. USB 5V 2.1A. 5V đấy. Ừ, 5V thôi. 5V thôi, không được ấy. Khóa cũng khóa đồng rồi đấy. Ừ. Khá xịn sò. Ok. Ok nhá, đây cho anh chị trải nghiệm. Rồi ông chú ông chuẩn bị rũ. Ong mật nội địa nhá. Không phải ong ngoại đâu. Mà ở trong chỗ trong này người ta bán là 250 với 300.000 một lít. Không phải như ở trên Facebook mà bỏ là 99.000 một lít đâu, mà còn phí ship đâu. Ui trắng kinh nhồn gì nữa, già anh kia không quay cũng đến mùa mật thật. Bầu mật kinh khủng thật này. Được. Ồ, bị nhọng trần khá nhiều, sâu bánh tổ khá nhiều, bị sâu bánh tổ chú ạ. Cắt luôn. À, ui. Vất đi. Câu mới phải không? Ừ, câu mới. Xì, mật trắng tốp à, nhọng. Dính à? Đắp meo trong đấy phải không? Ui, cái mảng meo kia ăn rũ thấp thấp xuống một tí nữa. Rũ cao quá. Ừ. Xuống hai tay vào. Ui, cẩn thận chúa nó văng ra ngoài đấy. Ui dồi ôi, miếng kia nhài nó mới sướng. Ong đực đắp đầy hai bên nhỉ. Đây. Ui, mật già như này. Đã ngã cái này phải quay từ mấy hôm rồi cơ. Có xem béo đâu. Ê. Ui dồi ôi, cái miếng mật này. Ui dồi ôi. Đấy. Đùa ơi, về cắt thôi. Ui dồi ôi, à, ngon thế. Về rồi chứ, đủ một vòng rồi. Không nào không đấy thôi.
cho nhanh, đỡ phải bị lẻ. Thùng nào cho thùng đấy luôn, cho xong luôn. Đấy, có cái áo điều hòa làm ong nha, cảm giác nó cũng dễ chịu hẳn nha anh chị ạ. Này nó phù hợp với lại tất cả mọi gọi là người lao động. Ôi, em phải thử miếng đã, vật lắm rồi. Từ nãy là nhìn vật lắm rồi đấy. Đây đây, cục mật của nó đây. Đây, phấn này. Ôi trời ơi, già lắm rồi. Như này già lắm rồi. Già đét này, làm bít lắp vàng hết rồi như này. Ui dồi, mật trong véo cả. Thơm thế, mật đầu mùa. Chú nhấc cái kia, chú cắt cái mèo cho cháu một miếng rồi. Thèm lắm rồi. Vật lắm rồi đấy. Ui dồi ôi. Cắt cho rơi mâm ấy. Cho rơi mâm, làm miếng rồi. Ui dồi, mật nó chảy. Cá phấn nữa chứ. Đây. Còn chị nhìn cận cảnh này. Mật ong. Đấy, không phải là mua ở trên Facebook mà 99.000 một lít đâu. Đây này. Đây, phải là đây ở vùng quê người ta bán 300.000 mới lại 250 một lít cơ. Mật tự nhiên, mật lúi. Ừ, cái này quay sang tía phá cái này đi. Cắt không được đi. Thế phải lấy một con dao khác đi. Quay xong đã. Vâng. Không vào con dao đấy nó lẫn kiểu lẫn vào mật là nó chua. À. Ừ, phải lấy một con dao nhỏ nữa. Tí cắt lấy con dao này cắt. Không cho nó lẫn vào cái con dao này. Con dao này chỉ để cắt mật. Ui xổi mật. Trời. Vàng óng nhỉ. Mật đứa ơi vàng thế. Ok anh chị nhé, từ nãy vật lắm này. Em phải làm miếng đã. Ui dồi đây, mời anh chị miếng mật ong nguyên chất. Vừa thơm lại vừa ngọt. Quá ngon luôn. Thơm đấy, phấn ngô. Mật này, mật rừng ok nhá. Cho anh chị trải nghiệm một tí, video nó quá dài à. Đây tí cho anh chị xem quay mật xong nó như nào. Bắt đầu quay anh chị nhá. Đây. Mật nó sẽ văng ra. Đấy, nó văng ra ngoài thành nhá. Vàng óng à nhỉ. Mật mẻ này vàng thế. Già rồi, nó già quá. Trước quay nó trắng trắng, đợt này nó vàng màu vàng đẹp như này luôn. Bình giá vàng óng chắc là được rồi. Loại 6 cầu rồi, nó chỉ cần quay một lần thôi. Ui ôi, mật ra vàng óng thật dưới đáy à. Sao nào? Hết rồi, hết sạch rồi. Chảy ra hết mật rồi. Vàng óng luôn. Đây đây. Chị nhìn dưới đấy. Đấy có thể hơi tối tí. Đấy. Đặc lắm, mật đặc lắm. Đặc kẹo, tí nữa rót mật để cho anh chị xem. Đây anh chị ạ, khi mà quay mật ong quay xong thì đem cầu trả vào cho nó này. Đấy, lại để như cũ. Quân của nó bầu ở ngoài này. Thổi hai bên để cho đỡ kẹp vào nó. Cố lắm mới quay được một lần nữa thôi. Úi giời, làm sao một lần nữa? Hả? Bây giờ tận mùng 5 năm cơ mà, nếu mà thời tiết đẹp 4 năm phát đi. Được. 4 năm vòng thì làm sao một vòng nữa. Năm nào cũng thế chứ. Phải được mấy vòng nữa chứ, bây giờ mới gọi là chớm vào mùa mật. Có những cây hoa trắng nó ra hoa nhưng thực ra nó đã lở đâu. Nó chưa lở. Đó, sao cây đấy nó nhiều mật, nó toàn hoa cái cả nhiều mật. Nhìn cái chùm hoa của nó sai như thế, à cái chùm quả của nó ấy. Sai kinh khủng thế, sao nó nhiều mật. Đây anh chị quay thùng thứ hai nhá.
Ui, nhiều kiến này. Cái này sợ nó dính lên nắp không? Ê, đàn này nó đông không? Dính nắp thì nó lặng chịch chứ. Vẫn dính à? Ồ. Mật chú ở đâu? Cẩn thận nó bâu lên. Ôi cái đàn này vẫn phải kênh cho nó thêm một ít ấy nữa. Thêm một kênh cho nó thêm một ít một cục đá dày dày vào. Trắng tinh à, mật trắng tinh à nhỉ. Quay tốt lắm. Cứ bè mấy cái nhã này đi à? Em vướng quá. Ui. Được, con lấy được. Một mặt phết trắng là được. Có muối cứng phải không? Mình chỉ một mặt ngoài này không phết không sao cả. Tất cả đều phết, một mặt là phết thì không vấn đề gì. Nó hiền thôi. Hôm nay nó không ác lắm. Qua nó đã rồi. Phát xuống rồi. Mạnh quá, động mạnh quá. Mật nhiều đó. Chăn chế. Quay đỡ chia đàn. Cơi hết xuống rồi nhỉ? Cơi bong được chưa? Cơ bảo nó không mật nó không được căng vậy, nó không căng cơi căng. Đúng rồi. Nó là đầu mùa, nó chưa dồi dào, nó chưa căng đâu. Đấy bẻ bớt đi. Cái cảnh này nó ăn. Có lúc có đấy các em đâu, mẹ lúc có thì đi mua về nhặt nhẹt. Vâng. Nặng trịch phải không? Ui sổ cầu này. Nguyên một cầu mật luôn. Cầu này không phải bán nó. Nặng trịch luôn. Mật. Dã man lật đang cơi xuống, mật đang nhiều. Chưa đắp mũ. Mặt bên này trắng tinh luôn, ok. Ôi, cho anh chị xem này, em phải hộ ông chú em một tí á. Hoặc là video nó khá dài rồi. Ok anh chị nhé, đây là cái giai đoạn rót mật cho anh chị nhìn mật ong rừng này. Đấy, ống. Ống vàng ống luôn. Vàng ống luôn. Đấy. Này. Đấy. Ở ngón tay chảy đặc quẹo luôn đúng không? Đấy. Mật ong rừng ạ. Nhà ăn là toàn tự nuôi tự túc thôi anh chị ạ. Tự túc lấy. Không dám đi mua đâu. Sợ. Ok nhá. Anh chị video sau.